Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ đáp một bộ loa và lên nháy theo nhạc 2 trong 1 luôn. Cái bộ này là bộ loa mini này. Nó gồm có 2 loa đây. Cái bộ này lên nháy theo nhạc này. Music FFT Midlay Kit gì đây. Còn đây là cái khung của Mika. Chỗ này gắn loa rồi. Cái bộ này các bạn có thể truy cập group của mình support kênh sáng tạo.com này, truy cập bài game nhé. Đây cái chú bảo hiểm thứ 9 này, mạnh tùng chú này bán này. Cái trang ở dưới là linh kiện RC, có bảo hiểm đàng hoàng này các bạn nhé. Đây cái bộ này giá 400.000. Hai cái bộ này mình sẽ chia riêng nó ra để đỡ bị nhầm. Cái này là khung Mika của cái led nháy theo nhạc. Cái này đủ hết mạch này. Toàn linh kiện dán này các bạn. Ngoài hàng cái này chắc lòi mắt. Ba loại led, sinh lá cây, sinh dương và đỏ. Thêm một cái loa 0.5W 8 ohm. Cái này là bộ loa rất nhiều jack, ốc vít, linh kiện, mạch in, mạch nguyên lý này, hàn linh kiện. Đấy, kết nối hai loa với nhau như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cái bộ loa này, ăn cái dễ trước đã, cái khó tính sau. Cái này nó có hai bộ tương đương nhau. Các bạn theo cái sơ đồ này, nó chở 10k 22k 330 ohm và chở 10k. Đây là 1, 2, 3, 4 này. Đây là chở 10k, chúng ta cần 2 con. Đến hai cái biến trở này. Biến trở 503 này là 50k. Chúng ta gắn vào RP1. Cái biến trở 10k này bạn gắn vào RP2. Các bạn xem mạch nguyên lý này. RP1 50k. Chỗ này RP2 10k. Đấy, cái kẹp hàn vừa chế hôm qua. Hôm nay tiện luôn rồi. Bây giờ đến 5 con tụ này. C2, C3, C4, C5, C6, à 6 con, C1 nữa. C1 sẽ là con này, 470 microfarad. Cái bên vạch vạch này, cái bên âm này. Bây giờ đến C3, 1 microfarad. C2, 10 microfarad. C4 này, lại 1 microfarad. Con này 10 rồi, 10 là C6 này, mình đắp luôn vào đây. C4 này. Con cuối cùng, C5. Đến cái IC này, mình sẽ lắp luôn vào. Các bạn nhìn này, cái đằng vát của nó bên này. Bây giờ đến con chip dán ở dưới này.
Bây giờ đến 5 cái led này, nó có trên cộng đây rồi, các bạn để ý gắn nó vào thôi. 1, 2, 3, 4, 5 này. Như vậy, chúng ta hàn xong một mạch rồi. Bây giờ đến cái mạch này, các bạn làm tương tự y như thế này là được. Như vậy, chúng ta hàn xong hai mạch này rồi. Cái này là hướng dẫn kết nối này. Tất cả bộ jack của nó ở đây. Cái dây này, bây giờ mình sẽ hàn cái loa vào đây. Chỗ này VO trừ, VO cộng này sẽ là loa này. Các bạn xem sơ đồ hướng dẫn này, cái đỏ ở trong cùng, cái dây giữa này là dây vàng, cái đen ở ngoài. Các bạn cứ theo sơ đồ ở đây mà hàn thôi. Chỗ này cái đỏ này sẽ ở ngoài cùng, cái vàng này chung với cái vàng này luôn, hai cái vàng này chung nhau, cái xanh với cái đen. Một cái chúng ta sẽ đấu bên này vào. Đấy, coi như có dây nguồn rồi này. Z 3.5. Cái dây còn lại chúng ta sẽ kết nối sang bên này. Các bạn hàn vào như vậy. Chúng ta đã xong bộ loa này rồi. Bây giờ chỉ việc lắp cái khung vào thôi. Khung mica này mình sẽ bóc tất cả những vỏ ra. Các bạn để ý này, ở chỗ này có một khuyết to hơn để luồn dây ra ngoài. Cái dây này, chúng ta sẽ luồn qua đây. Trước khi lắp cái hùng này vào,
Các bạn nhớ chỉnh to nhỏ ở đây và độ nháy của cái led này. Cái này các bạn làm tương tự như vậy là được. Như vậy chúng ta lắp xong cái loa này rồi, tí nữa mình sẽ test nó sau. Bây giờ đến cái bộ này,